Xin chào mọi người, hôm nay mình quay lại cho mọi người coi cái dàn dưa leo rất là đặc biệt nha mọi người. Trái dưa leo nó rất là to mọi người, to hơn dưa leo mà mình thấy bán ngoài chợ mọi người. Dưa leo trái rất là to luôn, khoảng gần 2 gram một trái nha mọi người. Dàn dưa leo này hiện tại thì đang cho trái rất là nhiều. Đây, những cái trái nhỏ này đàn lớn. Mấy con ông già này rất là thích chích dưa leo mọi người. Cái này nó mà chích thì dưa leo sẽ không lớn mà bị hư hết. Rồi cái này mình không xịt thuốc thì mình có cái thuốc mình dụ để mình diệt rồi mấy con ông già này. Thường thì người ta sẽ bỏ thuốc vô một cái chai, người ta treo lên trên cái dàn này, nó dẫn dụ mấy con ông già này vô rồi. Khi nó ăn thì nó sẽ bị chết nha mọi người. Mình không cần phải dùng thuốc trừ sâu. Đây, dưa leo trái rất là to luôn. Mấy trái đang lớn. Trái rất là nhiều luôn. Giống này mình thấy là cứ mỗi một mắt là nó cho một trái nha mọi người. Mình thêm đến là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cách nhau khoảng 1 gram một mắt thôi. Cứ một mắt là ra cho một trái. Giống này giống siêu trái luôn. Trái rất là to. Wow, đây mọi người, trái dưa leo khủng luôn. Trái này chắc phải hơn nửa ký một trái. Wow, đây nè mọi người. Này không biết cái giống dưa leo gì mà đặc biệt trái rất là to, siêu khủng luôn mà rất là sai trái mọi người. Nếu tìm được cái giống này mình trồng thì rất là năng suất. Giờ dưa leo đang ra bông và trái nhỏ nhỏ rất là nhiều. Đây mọi người, cứ một mắt là một trái nè. Cách nhau chưa được một gang nữa là cứ một mắt ra một trái nè. Đây nè. Bên này cũng có một cái dàn nhỏ nữa mọi người, cũng đang cho rất là nhiều trái. À, ở đây có trồng cả dưa lưới nữa mọi người. Dưa lưới bò dưới đất. Đây, mình thấy cái trái nhỏ 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 đây. Đây là dưa lưới còn nhỏ nha mọi người. Đây là cây dưa lưới. Cây đang nhỏ nhưng mà ra bông rất là nhiều luôn. Ở đây mình thấy nó đã ra được 4 trái nhỏ rồi mọi người. 1 nè. 2. Ở đây có 2 trái nhỏ nữa nè. 3, 4. Thường mọi người thấy dưa lưới người ta trồng trong nhà kính không nha mọi người. Ở đây là mình thấy dưa lưới là người ta trồng ngoài đồng rồi, trồng ngoài đất luôn, bò ngoài đất luôn. Dưa lưới trồng chung với dưa leo. Đây dưa leo nè mọi người. Cây nhỏ thôi mà rất là nhiều trái.
Ồ, đây có một trái bưởi. Trái này là chắc khoảng hơn 25 cm, 6-7 lạng một trái mọi người. Chưa bao giờ thấy trái dưa leo nào to như vậy. Dưa leo to là chỉ có cái giống dưa leo người ta kêu dưa chuột mèo á mọi người. Dưa đó thì trái trên 1 kg. Còn ngoài ra thì dưa của đồng bào á, thì ngoài những cái giống đó mới to, còn ngoài ra mình chưa thấy cái giống dưa leo nó trái dài nào mà to như cái giống này. Đây không phải dưa chuột mèo nha mọi người. Trái sai luôn. Cứ một mắt là một trái. Cây còn nhỏ nhưng mà đã ra bông chi chít hết rồi. Đây dưa lưới đó mọi người. Đây là trái trái nhỏ rồi nè. Giờ mình sẽ đi hái mấy trái dưa leo khủng này nha mọi người. Dưa leo này chấm muối ớt ăn rất là ngon. Mình sẽ hái. Wow, to khủng khiếp luôn. Bỏ vô đây. Cái dưa nhìn rất là đẹp. Hai trái. Dưa leo ở đây không có phun thuốc nha mọi người. Rất là an toàn. Mình có thể ăn luôn cả vỏ luôn. Bốn trái. Đây mọi người thấy con ruồi vàng nó đang chích nè. Không có phun thuốc nha mọi người. Cái dưa leo này to khủng khiếp luôn. Mình sẽ hái cho mọi người coi. Wow, dưa leo này ăn một trái là no luôn á mọi người. Giờ gần hết cái thau này luôn.
Ở đây còn rất là nhiều trái này mọi người. Cái này đang còn nhỏ. Trái này khoảng 1-2 ngày sau là mới thu hoạch được. Hôm nay mình thu hoạch được 1, 2, 3, 4, 5, 6 trái nha mọi người. Giờ mình sẽ vô mình làm muối ớt, ăn muối dưa leo, xem thử chất lượng như thế nào nha mọi người.